Tạp chí phố Wall hôm nay dẫn lời các quan chức Ai Cập cho biết Israel và Hamas đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ngày thứ 8 trong một thỏa thuận liên quan đến việc thả thêm con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Tuy nhiên, chính quyền Israel, lực lượng Hamas cũng như các nhà trung gian quốc tế chưa xác nhận việc gia hạn ngừng bắn mới nhất này. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày sẽ hết hạn trong sáng nay giờ địa phương, tức trưa nay giờ Việt Nam thực tế danh giới ngừng bắn vẫn rất mong manh khi lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời vẫn đang được gia hạn nhỏ giọt từng ngày dù vậy dư luận quốc tế đang rất kỳ vọng sẽ có thêm chuyển biến tích cực để giải quyết xung đột israel hamas khi các nước lớn tích cực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao kêu gọi các bên hướng đến lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững cho phép cộng đồng quốc tế thêm thời gian để tìm kiếm các thỏa thuận lớn hơn Trung Quốc đang đóng góp tiếng nói tích cực, thúc đẩy các bên hướng đến hòa đàm, tái khẳng định giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng là lộ trình hòa bình hai nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi Mỹ cũng tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc giục đồng minh Israel điều chỉnh chiến lược chiến dịch quân sự ở Gaza để bảo vệ tính mạng của dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có mặt ở Israel để tìm kiếm thỏa thuận thả thêm nhiều con tin, đánh giá cao việc tạm ngừng bắn nhân đạo hiện tại trên giải Gaza đã mang lại kết quả nhất định quân đội israel là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất thế giới israel có khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa do hamas gây ra đồng thời giảm thiểu tổn hại cho người dân và họ có nghĩa vụ phải làm như vậy cách israel tự vệ rất quan trọng điều bắt buộc là israel phải hành động phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh cùng với liên hợp quốc và các đối tác của chúng tôi trong khu vực Chúng tôi tăng đáng kể lượng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu cho các nhà máy khử muối, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác tại Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 7 ngày qua đã cho phép tăng viện trợ đến Gaza hơn gấp đôi so với mức thông thường trước khi ngừng bắn, với khoảng 200 xe tải mỗi ngày, các xe hỗ trợ bao gồm nước, thực phẩm, thiết bị y tế, lều, nhiên liệu và khí đốt, nhưng cơ quan liên hợp quốc về người tị nạn cho biết Gaza cần ít nhất 500 xe tải viện trợ mỗi ngày. Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, 600 người dân bị thương đang được điều trị, chỉ có 9 trong số 35 bệnh viện vẫn còn hoạt động ở Gaza. Kể từ khi thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ngày 24 tháng 11, có tổng cộng 110 con tin, trong đó có 80 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine được thả tự do hiện các nhà đàm phán quốc tế vẫn đang tranh thủ từng giờ từng phút tìm kiếm sự đồng thuận giữa hai bên tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán mới ít nhất là để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có càng lâu càng tốt trước khi tiến tới giải pháp toàn diện hơn nhằm sớm khép lại xung đột kéo dài trên giải gaza